Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn. Bài tập lần này thì Trần Trung sẽ mang đến cho các bạn hướng dẫn cách sử dụng mounting camera và hướng dẫn cách ghép file karaoke từ phần mềm làm karaoke vào trong Premiere để tạo ra được phim karaoke với chất lượng cao nhất 080 dpi, mà bình thường các phần mềm làm karaoke không hỗ trợ các bạn trong cái quá trình thực hiện. Và vì thế nên chúng ta sẽ có bài tập ngày hôm nay. Trong ngày mưa gió bão bùng như ngày hôm nay thì việc không có gì làm khiến cho Trung nghĩ ra cái bài tập mà hướng dẫn các bạn phần này. Vì là đây là một bài tập dành cho các bạn bậc cao, vì thế nên nếu mà các bạn không hiểu ở một phần nào đó thì các bạn có thể xem được các bài cơ bản của Premiere. Tuy nhiên rằng là để làm được cái bài này ấy, thì các bạn nên có một số kiến thức cơ bản về Premiere trước khi làm. Ok, bây giờ bắt đầu đến bài tập ngày hôm nay thì bài tập này thì chúng ta sẽ là làm một đoạn karaoke, làm một bài karaoke về bài hát người bài ca Người Thiếu Nữ Việt Nam. Ở trong bài này thì Trung không muốn hướng dẫn cái quá trình mà làm file karaoke, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng phần karaoke trong phần mềm miễn phí tên là Cara Fun Studio. Đây là một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí, vì thế nên các bạn có thể download ở trên mạng về để làm. Ok, bài hướng dẫn thì cũng đã có rất là nhiều ở trên YouTube. Ở đây thì Trung muốn nói tới là cái quá trình phối hợp giữa cái phần mềm này với phiên bản Premiere, làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được hai cái phần mềm này với nhau, mà theo như các bạn, nếu mà các bạn mở cái phần mềm này ra ấy, thì nó sẽ chỉ xuất ra, cho phép các bạn xuất ra file AVI và là một cái file mà rất là chất lượng thấp, chưa kể đấy là cái việc là nó không hỗ trợ cho phần mềm không hỗ trợ cho video ở chất lượng HD. Như các bạn đã thấy đây, quay chúng ta quay bằng phim HD 1080 đúng không, thì với một cái chất lượng như thế này mà chúng ta chuyển qua một cái phần mềm như thế này thì rõ ràng là cái việc mất đi cái chất lượng khi xuất ra ở trên một phần mềm trung gian thì nó sẽ làm mất đi độ chuyên nghiệp. Chính vì vậy nên Trung ở đây Trung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn làm thế nào để kết hợp giữa cái phần mềm Carafan Studio này và phần mềm Premiere để làm phần tách chạy. Như các bạn thấy ở đây, tách chạy. Và ở trong cái bài tập này thì có một cái phần quan trọng hơn cho các bạn, đó là học về mounting camera. Mounting camera cho phép các bạn là trong cùng một thời điểm bạn có thể lựa chọn các camera ở các góc khác nhau để chọn vào hình. Bằng việc sử dụng mounting camera thì với một bài hát như thế này thì chúng ta sẽ làm với một cái tốc độ rất là nhanh hơn so với các cái phương pháp thông thường. Đồng thời nữa là làm thế nào để sync toàn bộ tất cả các cái đoạn video quay ở những thời điểm khác nhau, bởi vì các bạn ý phải quay đi quay lại nhiều lần theo đúng cái file audio mà chúng ta dùng. Đồng thời nữa là sắp đặt như thế nào để trong cái quá trình mà chúng ta làm video karaoke một cách nhanh nhất. Vậy thì đấy là một số phần yêu cầu của bài tập hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của bài tập ngày hôm nay. Ok, bắt đầu phần 1 của bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ có cái thư mục mà chứa các cái file video đã quay, và đồng thời nữa là chúng ta sẽ có cái thư mục phụ ở đây, là thư mục là các cái cảnh quay phụ hay gọi là B-roll. Ở trong cảnh quay chính là các cái đoạn mà các ca sĩ được hát từ đầu đến cuối một bài hát. Ca sĩ sẽ được hát từ đầu đến cuối một bài hát và theo một cái beat nhạc. Vì thế nên các bạn phải chuẩn bị sẵn cái beat nhạc trong cái quá trình mà các bạn quay ca sĩ. Tuy nhiên cái beat nhạc này nó cũng sẽ là cái beat nhạc mà bạn sử dụng trong quá trình làm phim. Bây giờ để bắt đầu thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sequence mới bằng chính cái file phim đã quay.
Trung tạo ra một cái sequel mới tên là tò mò karaoke. Sau đó ở sequel này thì Trung sẽ add tất cả các cái file phim mà có chứa cái đoạn biểu diễn của ca sĩ vào trong cái sequel. Như các bạn đã biết thì ở mỗi một file phim này thì ca sĩ họ phải diễn đi diễn lại rất là nhiều lần. Vì thế nên cái việc mà bạn sử dụng quá nhiều máy quay thì nói chung là nó cũng không hợp lý. Và ở trong cái việc là bằng cái việc là mình sử dụng mounting camera và việc sync các cái hình ảnh với các âm thanh sẽ giúp cho các bạn vừa tiết kiệm được chi phí mà lại vừa làm rất là nhanh trong cái quá trình thực hiện. Phương pháp này cũng được áp dụng trong phương pháp các bạn có nhiều máy quay hay là ít máy quay thì nó đều dùng chung một cái phương pháp này hết. Ngoài ra cũng theo phương pháp này thì các bạn có thể làm phim ở, nếu mà bạn trong một cái đoạn mà làm phim ngắn thì mà bạn có 2-3 máy quay thì bạn có thể dùng áp dụng cùng phương pháp như này. Bây giờ đầu tiên là chúng ta tạo ra cái sequence nhé, sau đó thì add tất cả các cái đoạn ca nhạc ấy vào các cái layer này, sao cho mỗi một layer, mỗi các bạn chú ý này, mỗi một layer, ví dụ như V13 này là một đoạn nhạc, nhớ là đừng có dùng chung nhá, bởi vì ở đây ca sĩ họ hát rất là nhiều lần và ở rất là nhiều góc độ khác nhau của máy quay, cũng như là rất là nhiều cái trang phục và địa điểm khác nhau. Vì thế nên thứ duy nhất mà các bạn thấy nó giữ lại trong toàn bộ cả cái clip này đó là gì ạ? Đó chính là bài hát. Và đây khi mà bạn nhìn vào cái phần sau khi chúng ta xong, chúng ta sẽ tạm thời tắt cái bảng pin đi nhé. Ở đây các bạn thấy rằng là ở trong thư mục trong cái sequence mà Trung đã tạo ra thì nó có 32 layer này, bạn đã thấy là nó là rất là nhiều này. Vậy thì làm thế nào để sắp xếp các cái layer này cho nó theo đúng cái file MP3? Đây là file MP3 gốc này, thì Trung sẽ ở phần âm thanh sẽ tạo ra thêm một file MP3 gốc để nó làm một cái điểm neo trong cái quá trình sync nhé. Ở trong Premiere thì các bạn phải cài một cái phần mềm nó tên là Blu-ray. Cái phiên bản mới nhất của nó là bản 4, các bạn có thể tìm ở trên Google hoặc là vào filmmaking.com.vn để tìm nhé. Sau khi bạn cài xong thì ở trong Windows này, phần extension này, nó có plugin tên là Blu-ray, đúng chưa? Bây giờ sau khi chúng ta mở nó ra thì các bạn sẽ thấy ở một cái bảng của Redgen và có chữ Synchronize. Cái phần mềm này nó rất là đơn giản nhưng nó vô cùng hiệu quả. Có thể nói đây là cái lần đầu tiên mà Trung sử dụng cái phần mềm này, Trung rất là ngạc nhiên về cái tính gọi là hiệu quả của nó. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn vào khung tò mò karaoke sau khi chúng ta đã làm xong rồi nhé, và chúng ta chỉ cần ấn nút Synchronize thôi và sẽ xem chuyện gì xảy ra. Vì là cái sequence này nó có khá là nhiều video nên cái quá trình làm của Blu-ray nó cũng mất khá nhiều thời gian. Nếu mà các bạn làm ở với một cái máy cấu hình cao thì tốt hơn, bởi vì rằng là khi mà các bạn làm về mounting camera thì có nghĩa là trong cùng một thời điểm nó sẽ phải truy xuất đến rất là nhiều hình ảnh. Vì thế nên nếu mà bạn làm về mounting camera mà bạn sử dụng máy mạnh thì nó sẽ vừa nhanh mà vừa tiết kiệm cho các bạn. Đó. Khi mà Trung đang nói thì hệ thống nó đã làm xong cái công việc của nó rồi. Và các bạn đã thấy không? Tất cả các cái file phim này nó đã được sync theo cái file nhạc gốc. Như các bạn thấy ở đây, một số cái ở phía bên phải của Trung đây này, nó đang không sync được, đúng không? Vậy thì thực ra là nếu mà để mà là kỹ ấy, thì mình có thể làm bằng tay. Tuy nhiên là thôi, ở trong cái bài tập này thì Trung sẽ xóa những cái này đi để cho chúng ta làm nhanh hơn nha. Bây giờ quay trở lại với cái phần sequence mà chúng ta đã tạo ra. Ở bây giờ tất cả các cái clip chúng ta đã nhập vào ấy thì nó đã được sync với cái bài hát này. Và công việc tiếp theo ấy là chúng ta sẽ đẩy cái đoạn đây. Bây giờ các bạn sẽ xem ở phần đầu nha. Bạn sẽ thấy rằng là ở phía đầu nó có một khoảng trống trước cái file clip âm thanh gốc này nhá, âm thanh master này nhá. Thì chúng ta sẽ cắt để sao cho nó cái phần âm thanh master của cái file âm thanh này về đầu. Để làm được việc đó ấy, thì bạn có thể bật cái tính năng là link selection nhé. Thì khi chúng ta chọn về phần, ví dụ như chúng ta chọn về một cái clip đây đợi chút
Khi mà chúng ta chọn về một cái clip âm thanh nào đó thì nó sẽ sync với cả phần hình ảnh luôn. Đầu tiên này, chúng ta sẽ chọn cái phần này nó đang bị thừa ra này. Kéo tất cả lại. Sao cho nó bằng đúng cái phần âm thanh nhá. Các bạn có thể select tất cả, sau đó kéo cùng lúc tất cả này. Thừa một tí cũng không được, cũng không sao này, mất một ít cũng không sao này. Sau đó kéo lên nhá. Đấy, thế là tương đối nó nằm ở trong này rồi đúng không? Bây giờ ở đây nó có một cái đoạn trống đúng không? Bạn phải chuột vào đây chọn Rip Delete nha. Nó sẽ kéo tất cả về đúng vào từ phần đoạn đầu. Vậy thì ở đoạn đầu thì của chúng ta thì đã có phần âm nhạc rồi đúng không? Bây giờ làm thế nào để chúng ta bắt đầu với quá trình xử lý âm thanh? Thì cái công việc của thằng Redjan đến đây là kết thúc này. Bạn close nó lại nhé. Ở phần tò mò karaoke, sau khi chúng ta làm xong lệnh sync thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ tạo ra một cái composition mới, nó có tên là Synced ở đây đó. Và bước tiếp theo này, bạn phải chuột vào cái tò mò karaoke Synced, tức là cái sequence này. Bạn chọn New Sequence from Clip, có nghĩa là bạn tạo ra một cái sequence từ chính cái sequence mà bạn vừa tạo ra nha. Sau khi bạn ấn xong này, ở trong này là một cái sequence trống, bạn nhìn thấy không? Và ở cái sequence trống này nó chỉ có duy nhất một cái sequence bên trong của nó thôi. Và chúng ta sẽ cho nó gọn lại này. Bước tiếp theo này, bạn phải biến cái Tomoka Academy này nó thành một cái dạng sequence dạng multi camera, bằng việc là bạn phải chuột vào sequence này, chọn lệnh multi camera và ở đây và ấn nút enable. Sau khi bạn ấn xong nhá, bạn không thấy gì đúng không? Là bởi vì bây giờ ngầm định của nó, bạn có thấy chữ MC1 không? MC1 này có nghĩa là multi camera 1, nó ám chỉ rằng là nó đang nhìn ở cái layer số 1 của cái sequence này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được cái chúng ta cần phải lựa chọn sequence nào? Thì cái việc đầu tiên là bạn phải kích hoạt cái chế độ toggle multi camera view ở đây. Nếu mà bạn không có ở đây thì bạn sẽ thấy ở bảng ở phía này nó có dấu cộng nhá, bạn ấn vào nút cộng này. Sau đó ở đây này có multi camera, bạn kéo từ bên phải này xuống dưới này nhá. Xuống dưới bên dưới này này, và cái nút record này cũng kéo xuống bên dưới nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ cần cái nút multi camera record và nút gì? Toggle multi camera view này, ấn nút ok này. Sau đó bạn sẽ có hai cái nút ở đây, được chưa? Và khi bạn ấn nút này này, bạn ấn nút toggle multi camera view này ở đây lên, bạn sẽ thấy ở trên màn hình này, bên phải sẽ là khung mà bạn nhìn thấy nhé, và bên trái của nó sẽ là rất là nhiều cái hình vuông nhỏ. Mỗi một hình vuông này đại diện cho một đường line ở trong cái sequence mà bạn đang làm nhé. Bạn nhìn thấy ở đây này, mỗi một cái khung là một đại diện. Vậy thì khi mà bạn bấm vào đây này, bạn thấy trên hình này cái chữ MC11 này, đấy, để ám chỉ rằng là nó đang ở line số 11. Ok, bây giờ tiếp theo này, bạn cần phải có một file nhạc ở bên dưới nhá. Tiếp theo bạn sẽ cho một file nhạc ở bên dưới bằng cách là cho file nhạc bạn cho file nhạc bạn cho file nhạc bài ca người thiếu nữ Việt Nam đúng không? Thì đây, bạn cho file nhạc vào xuống layer bên dưới này. Bạn sẽ thấy cái này đang hơi dài này, bạn kiểm tra lại xem hình như có một cái layer nào đó đang quá đà này. Ở đây, đây đây, có hai cái layer âm thanh nó đang quá đà đây. Thì bạn xóa đi nhá. Sau khi xong bạn trở về này, bạn sẽ thấy cái gạch chéo chéo này nó không tồn tại này. Kéo lại, kéo ra, kéo vào. Ok, bây giờ phần âm thanh và phần phim nó đã trùng với nhau rồi này. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì bây giờ mình chỉ cần ở cái bảng này mình chỉ cần lại gì like âm nhạc thôi. Vì thế nên bạn solo cái vùng này nhá. Đây là file nhạc chính này. Bây giờ mình sẽ play thử nhá. Các bạn sẽ thấy không, trong cái quá trình mà các bạn làm thì đến thời điểm nào thì nó sẽ tự động xuất hiện cái like hình ở thời điểm đó nhá. Tuy nhiên có một số like hình trống này. Vì thế nên bạn sẽ quay trở lại với cái sequence cũ này, bạn xóa bớt một số line hình này đi. Bằng cách nào? Phải chuột vào đây và ấn nút delete check nhá.
thì bạn sẽ xóa cái line hình đấy, delete check này, delete check này. Đấy, một số cái line hình trống đi, để tí nữa lúc mà mình lên hình ấy mình sẽ chỉ thấy những cái line hình đầy đủ thôi. Rồi, bây giờ quay trở lại với cái file chính của mình nhá. Bạn sẽ thấy ở trên khung hình này, tất cả các khung hình này đều đã có hình rồi đúng không? Có một cái khung hình nào đó hình như vẫn đang còn trống ở đây này. Chúng ta sẽ quay trở lại kiểm tra lại một tí nữa. Đây, có một cái khung hình ở V8 này. Delete nó đi. Rồi. Rồi, bạn kéo lên kéo xuống là đầy đủ rồi đúng không? Bây giờ ở đây nhá, chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc Mountain View này này, bạn sẽ đi từ đâu đến đâu này, từ đầu nhá cho đến cuối nhá. Bây giờ vậy thì xuất phát điểm là mình sẽ bắt đầu từ đây nhá. Vì là Mountain View này nó cần phải cái cấu hình nó rất là cao, bởi vì cùng lúc nó sẽ chạy rất nhiều line. Vì thế nên nếu mà bạn nào mà cảm thấy bị giật nhá, thì đó là do là cái máy của bạn rất là yếu. Vì thế nên cách tốt nhất của các bạn đó chính là gì? Là nâng cấp máy tính lên, hoặc là đừng sử dụng cái công thức này nhá. Ok, bây giờ quay lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một đoạn là làm thế nào để vừa xem thời gian thực, vừa đảo camera và vừa quay lại cái quá trình đó. Vậy thì bằng cách như thế này, đầu tiên là bạn giữ Ctrl này, xong bạn bấm vào một cái hình nào đó ở trên khung hình bên phải này, thì nó sẽ tự động cắt và chuyển sang cái khung hình bên đó. Bây giờ ấn play nhá. Bây giờ ngâm định của nó là cái cô này đang hát nhá. Nhạc lên này. Nhạc lên đến đây nhá. Nhạc lên đến đây bạn nhìn nhá. Nhạc lên đến đây thì chúng ta đi vào cận của cô này đúng không? Cô này đang là trung cảnh này. Thì chúng ta chuyển sang cảnh chúng ta sẽ chuyển sang cảnh toàn đi. Thì cảnh cận này, ở đây nó có hai nhóm này, cảnh cận này và cảnh gì đây? Cảnh toàn này. Thì chúng ta sẽ thử cảnh cận nhé, bằng cách là giữ Ctrl này, bấm vào mặt cô ấy này. Bạn sẽ thấy nhé, đồng thời cái thời điểm đó này, ở bên dưới của cái layer, nó sẽ tự động cắt cho các bạn này, đúng không ạ? Các bạn chạy đi một lúc nhá. Sau đó thì cảnh toàn này, giữ Ctrl này, bấm vào này, nó sẽ tự động chuyển nhá. Sau đó một đoạn nữa này, bây giờ chuyển sang một bối cảnh khác mà một mặc một áo khác nhá, đang ở toàn đúng không? Chuyển sang trung này, trung. Sau đó một đoạn nữa này, đang từ trung đúng không? Chuyển về cận này, đúng không? Đang từ cận này, các bạn chuyển sang toàn này. Vì cái quá trình mà nó play cùng một lúc rất là nhiều cái clip như thế này ấy, nó tốn rất là nhiều RAM. Vì thế nên nếu mà máy của bạn mà ở tầm 16 đến 32GB RAM là tốt nhất. Còn nếu mà bạn mà thấp hơn thì máy sẽ hơi giật, thì bạn có thể là sử dụng Proxy cũng là một phương án. Ok, bây giờ quay trở lại với đoạn này, cô ấy đang cận đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển về toàn này, sau đó này chuyển sang bối cảnh khác này, bồn hoa này, đang bồn hoa đúng không? Đang bồn hoa là trung cảnh đúng không? Chuyển sang cận này, cận bồn hoa, qua nhìn thấy cận bồn hoa đúng không? Cận bồn hoa ở đây. Ok, bây giờ sau khi chúng ta sẽ tự làm demo, còn cái việc của các bạn là làm hết từ đầu đến cuối nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu được cái mounting camera là như thế nào rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả của nó như thế nào nhé. Thì trước khi mà bạn muốn xem preview này, bạn phải tắt cái mounting camera, bởi vì không thì nó rất là nặng nhá. Tắt đi này. Sau đó bạn quay trở về này. Ở đây bắt đầu có nhạc đi, cho nó dễ. Bắt đầu play này. Trong cái quá trình các bạn xem nhé, nó sẽ hơi giật một chút, là bởi vì rằng là cái máy của mình nó đang hơi chậm. Bây giờ mình sẽ crop nó lại nha, max out ở đây nha, ở đây, để sau đó thì mình sẽ play preview cho các bạn nha. We'll be right back.
Đó, vậy là các bạn đã hiểu về mounting camera và cái cách mà cắt các cái khoảng các khác nhau trong cùng một thời điểm không? Vậy thì đấy là cái kỹ thuật mounting camera, và cái việc này các bạn làm đều trong cả một clip thì nó sẽ ra giống như thế này. Nó sẽ ra giống như thế này, các bạn thấy không? Và ở giữa mỗi cái cảnh chuyển thì các bạn để cho nó mềm thì bạn có thể cho một cái cross distort ở đây nhé. Dùng một cái lệnh là cross distort đặt vào giữa cái khoảng này. Bây giờ thế phần tiếp theo đó là làm thế nào để khớp được karaoke với cái cô này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm Cara Fun Studio này nhé. Thì cái việc mà các bạn làm cái phần âm thanh này này thì cái quan trọng nhất của sự kết nối đó chính là file âm thanh, đúng không ạ? Ở trong tất cả cái này thì file âm thanh là cái quan trọng nhất. Vậy thì cái việc mà bạn import từ trong cái file audio ở trong Premiere và cái file mà bạn bắt đầu làm cái text cho phần karaoke thì các bạn phải làm cùng cùng một file âm thanh nhá, thì nó mới chính xác được. Sau đó này, sau khi quá trình các bạn làm xong thì nó sẽ trông như thế này. Còn hướng dẫn chi tiết về cái phần làm thế nào để bạn làm được như thế này ấy, thì các bạn xem video hướng dẫn tôi để ở bên dưới của link phần comment nhé, ở phần description. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bây giờ là làm thế nào để chuyển cái phần âm thanh này vào trong Premiere như thế này. Thì để làm được điều đó thì đầu tiên này, các bạn chú ý cái phần layer text này, layer lời bài hát của cái thằng Carafan này, bạn phải để màu nhé, các cái màu mà nó khác so với màu xanh, khác so với cái màu xanh lá cây ở đây, để chúng ta sẽ ghi hình nhé. Thì cũng, các bạn có thể làm màu cam này, hoặc màu đỏ này, hoặc màu xanh đậm này, hoặc màu vàng cũng được. Đó, ở đây tôi để màu da cam nhé. Cái nền ở bên dưới là ngầm định của nó màu đen đúng không? Thì các bạn không cần quan tâm lắm. Tiếp đó này, ở phần nền các bạn để cho mình cái màu xanh này nhá. Ở cái màu xanh này này thì lúc mà chúng ta cho vào trong Premiere thì chúng ta có thể tách ra được. Sau khi các bạn làm xong thì đây là phần quan trọng nhất này, khi các bạn xuất ra thì các bạn vẫn xuất như bình thường, bài hướng dẫn của các bạn là xuất ra AVI đúng không? Khi các bạn xuất ra AVI các bạn chú ý này, ở phần video format bạn để cho mình là 1440 nhân 1080, và bạn có thể customize đặt rõ cái lệnh này. Bạn phải nhớ chiều cao của nó là 1080 này, 1080 và keep aspect ratio nha. Và frame rate của nó là 25, tương đương với frame rate của thằng Premiere. Các bạn thấy ở đây là bài này nó đang là 25 fps này. Đây, các bạn thấy 25 fps này. Thì ở đây các bạn cũng phải để 25 nhé, nó để 24.9 kệ nó. Sau đó này, quan trọng nhất này, ở phần video compressor nhé, ngầm định của các bạn sẽ là gì? Uncompress frame. Vì thế nên bạn phải thay đổi cái này và bạn vào phần Cinepack Codec by Radius. Khi mà bạn chọn cái này thì bạn xuất ra file, một file phim của bạn ấy nó sẽ nằm ở dưới 200 MB thì các bạn sẽ dễ làm. Chứ còn nếu mà bạn xuất ra ở dạng này nhé thì nó sẽ xuất ra là khoảng tầm 5 GB, và cái đấy là vô cùng rất là nặng này. Bạn chỉ cần xuất ra như thế này thôi. Đấy, tất cả còn lại giữ nguyên, sau đó start conversion thì nó sẽ xuất ra một file MP4 cho các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay về đây. Bây giờ sau khi có file MP4 này, sau khi có file MP4 trông nó sẽ như sau này. Bài này là bài người mình là bài số 2 này. Bài này nó đang bị lệch. Người con gái, người bài ca người thiếu nữ Việt Nam đây. Khi mà bạn cho cái file karaoke vào thì bạn sẽ thấy rằng là nó đang màu xanh này và nó bị béo đúng không? Nó bị béo thì cái sửa béo nó như sau này. Đầu tiên bạn bấm vào layer ảnh và phần effect control này, ở phần scale này bạn sẽ thấy là 100% và 100% đúng không? Bạn bỏ nút ăn uniform scale đi mà chuyển cái thằng white thành 75 nhé. Bạn sẽ thấy nó nhìn trông nó thanh hơn này. Bạn có thể tùy tùy ý của bạn mà đặt vào đây nhé. Sau đó này, bây giờ chúng ta sẽ loại vùng màu xanh ra khỏi cái layer phim này bằng lệnh này. Vào phần effect chọn một hiệu ứng là Uncharky nhá. Ở phần Uncharky này bạn ném vào trong cái phần layer karaoke này, và ở phần Uncharky này bạn chọn màu key của nó là màu xanh này,
Đó, các bạn đã thấy không, nó bị biến mất hết và chỉ lại còn lại cái màu chữ và phần karaoke thôi. Và như thế là các bạn đã làm xong rồi nha. Các bạn chú ý này, ở đây này, vì là chúng ta đã sync mọi cái hình ảnh theo phần âm thanh rồi, nên bây giờ tất cả các hành động của cô ấy này, ở trên tất cả các khung hình này, nó đều giống nhau nhé. Các bạn chú ý, nó đều giống nhau này. Đó, đấy là toàn bộ cái quá trình hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ trong Carafan chuyển sang Premiere. Và như thế thì khi các bạn xuất ra, các bạn hoàn toàn có thể xuất ra phim dưới dạng là 1080 karaoke. Bình thường thì các phần mềm ấy nó không hỗ trợ cho cái việc này, nên thông thường các bạn nào mà làm karaoke ấy, thường các bạn ấy không thể nào làm ra được các cái phim mà có cái chất lượng là 1080 với dạng karaoke được. Và đến đây thì Trần Trung cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ cái quá trình hướng dẫn này, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở tò mò.vn.